Gì? Nhật 44 tuổi hả? Trời, bữa nay sinh nhật anh Nghĩa 44 tuổi. 44 năm mà anh mới tổ chức sinh nhật. Đâu anh Nghĩa đâu rồi, qua bánh cầu nguyện đồ thổi mới rồi, nhập rồi, tiệc rồi, được chứ. Rồi luôn hả? Nãy cầu nguyện rồi luôn hả? Anh Nghĩa tụi mấy mày gấp lại. Cũng hay. Ngồi gấp đi. Mấy năm mới làm. Bốn mấy năm mới làm. Ngồi luôn. Ngồi luôn đi, uống bia rồi luôn anh. Mẹ lấy đâu mấy cơm mẹ ơi. Hôm nay uống no nước quá. Hả? Nay uống nước no quá. Rồi cái bưng cái bánh bỏ qua cho nó rộng các bạn. Lồng vậy là lồng kêu già. Kiền Khang tặng trái gì, tặng chưa? Đúng đã. Này Hoàng trai tặng đó hả? Sinh sinh nhật chỉ có anh trai tặng quà, không ai tặng. Khui Hoàng trai luôn. Trai tặng cho cái dây thắt lưng. Thôi rồi mọi người vô ăn đi.